Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 1234/GGDT ngày 30 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Trên cơ sở sáp nhập phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm thành lập, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam. Ngày 10 tháng 10 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo quyết định này, Trường Đại học Luật tách ra khỏi Đại học Quốc gia TP.HCM thành Trường Đại học Luật TP.HCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo như hiện nay. Với 3 ngành đào tạo ở bậc cử nhân gồm ngành luật, ngôn ngữ Anh, quản trị và kinh doanh. Trong đó, ngành luật chuyên ngành gồm luật thương mại, luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính nhà nước, luật quốc tế. Có chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ luật kinh tế, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật hiến pháp và hành chính, luật quốc tế, luật hình sự và tố tụng hình sự. 3 chuyên ngành tiến sĩ bao gồm luật kinh tế, luật hiến pháp và luật hành chính, luật hình sự và tố tụng hình sự. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo luật duy nhất ở phía Nam đang đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học với quy mô trên 16.000 sinh viên. Ngoài ra, trường còn đào tạo nhiều cử nhân luật, thạc sĩ luật cho các nước bạn như Lào và Campuchia. Lực lượng này đã và đang đóng góp vai trò quan trọng trong thực tiễn hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đóng góp một phần không nhỏ về nhân lực trình độ cao cho xã hội. Đặc biệt, nhà trường đã biên soạn được bộ giáo trình phục vụ cho chương trình đào tạo cử nhân luật của trường và được các cơ sở đào tạo luật trong cả nước đánh giá cao và sử dụng trong giảng dạy. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có cơ cấu tổ chức gồm Ban giám hiệu, Hội đồng khoa học và đào tạo, 7 khoa chuyên ngành gồm khoa khoa học cơ bản. Khoa luật hành chính nhà nước. Khoa luật dân sự. Khoa quản trị và bộ môn ngoại ngữ trực thuộc trường. Khoa luật thương mại, khoa luật hình sự, khoa luật quốc tế, 8 trung tâm, 9 phòng chức năng, trạm y tế và tạp chí khoa học pháp lý. Về cơ sở vật chất, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh gồm 2 cơ sở với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 26.000 m2, trong đó cơ sở chính đặt tại số 2 đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4 và cơ sở 2 đặt tại số 123 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 30 trường đại học tại nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Bỉ, Nga, Đan Mạch, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và các tổ chức quốc tế thông qua các dự án song phương và đa phương như tổ chức Danida Đan Mạch, SIDA Thụy Điển, APA Hoa Kỳ, Lawasia, AUF, Cộng đồng các trường đại học nói tiếng Pháp, Wallonie Bruxelles International Vương quốc Bỉ. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang,
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp khác của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị của trường, tập thể lãnh đạo, giảng viên và cán bộ công nhân viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ đoàn kết, nỗ lực cống hiến để thực hiện thành công sứ mạng cao cả của mình, đúng như nội dung của thông điệp của trường với xã hội: sáng tri thức, vững công minh.